báo điện tử chính phủ thông tin, phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã vừa khai mạc vào chiều nay, ngày 8 tháng 1. Phiên họp diễn ra trong thời gian 1,5 ngày để xem xét về 7 nội dung quan trọng. Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành phiên họp thứ 29 là phiên họp thường kỳ đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024, với nội dung trọng tâm là cho ý kiến các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp bất thường lần thứ 5 của Quốc hội, dự kiến khai mạc vào ngày 15 tháng 1 tới. Trong 1,5 ngày làm việc, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến đối với các nội dung gồm cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, dự thảo luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, cho ý kiến về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, xem xét việc giải thích quy định tại khoản 1, điều 6 của luật đầu tư công. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét một số nội dung về tài chính, ngân sách gồm việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của kế hoạch đầu tư công trung hạn. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ 5 Quốc hội khóa 15 và xem xét công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.